ngày hôm nay con Chu Quang Hùng, mình xin tân ngồi liên, con yêu đồng minh, con ở khu 3 thôn Trung, xã Lũng Hoàn, Vĩnh Tường, tỉnh Phúc. Ngày hôm nay đứng đầu đội diện kêu thay lệ đỡ dẫn đàn đệ tử trả lợi đình thần tam tứ phụ triều đình tái quá mừng đầu mở cung tài khai cung lộc và độ cắt kết và độ gia tiên tiền đường. Cho Kim Mộng nguyện chúng con ngày hôm nay nhất một lòng tầm một đạo trên đàn mày tiên tánh bản đền tam giang ninh tử. Dưới họ Chu chúng con ngày hôm nay trên đàn mày quan lớn đệ tam. Xá mỗ lệ quan quan độ quan thường sẽ lướt bước lên xe loan giáng ngự chứng tâm tự quả lòng thành giáng thức lưu ân. Đây họ Chu chúng con ngày hôm nay trên đàn mày tiên tánh bản đền tam giang ninh tử dưới con mày thủ nhang đồng thầy dưới con mày pháp văn pháp sư ạ. Dưới con mày đồng anh linh chỉ các lĩnh các đế đạo đồng quan tam tứ phủ bách gia chăm họ cho chú con bác đế ông cha ông mẹ a di đà phật. Tiết xuân thiên cung phụng nghề bái đạo thịnh tam tòa màu đạo nam thiên tiên tăng phóng chế thăng xe loan vân cát tôn quê phủ dày vân cát thôn quê nghĩa hiến thiên bản nhà lê cả chất cột gạch thanh vân âu ninh dòng nghe cột gạch tân 15 tuổi đình hôn nhân nhân lê sướng di đà phật đô xa nhiệt pháp giới mong ơn chư phật hài hồi thật ra văn tị sư tế tượng vân thành phúc văn chư phật phật toàn toàn nam mô nhan vân cũng ra bồ tát ma tát ma mô nhan vân cũng ra bồ tát loan thanh gia lịch đình vương
thế thế chỉ bình thiên trường tức bạc điện sơn hà dục nghe tu trung linh kham kiềm tiền có dư nghi sau trăm đạo hòa thánh tổ
chuyện ban cứu đâu tâm an. Phép ninh ơi,
nhất tâm. Sư sông âm thầm bồ côi cha nhân mẹ, gặp đồng thầy thì gốc na tiên sinh trọn đời phục cứu dân. Thank you.
sung ai đi.
Chúa đây ngôi thật là đẹp, ngàn hoa nở xinh đẹp.
Thank you.